Và chúng ta nói tới một thông tin khác nữa trước khi mình thường chia sẻ thêm thông tin với các bạn liên quan tới những ngân hàng ở Hoa Kỳ tại vì hôm nay không chỉ riêng là chúng ta nhận được thông tin từ ngân hàng tại Nhật Bản mà cũng có những thông tin tốt đến từ ngân hàng tại Hoa Kỳ nhưng mà trước hết á, thì chỉ còn 20 ngày nữa thôi thì bịch sẽ chính thức trở thành tiền hợp pháp của El Salvador ngày mà có hiệu lực cho lực công nhận bịch là tiền hợp pháp đó là 90 ngày sau khi mà thông qua thì như bạn cũng nên nhớ là cái thời khoảng chừng 2 tháng thì nước El Salvador cũng đã có cái dự luật được thông qua và dự luật này đó được thông qua bởi quốc hội ở El Salvador và đã trở thành luật đó chính là công nhận bịch khôi là tiền hợp pháp nghĩa là chính phủ công nhận bịch khôi là tiền chứ không chỉ đơn giản là một loại tài sản có nghĩa là bất cứ những nơi nào ở Salvador cũng phải chấp nhận Bitcoin và người dân có thể có sự lựa chọn là dùng Bitcoin hay là không dùng Bitcoin và cái luật đó đã được thông qua nhưng mà hiệu lực là 90 ngày nghĩa là trong vòng 90 ngày thì những cái nơi chấp nhận cần có thời gian để mà họ có thể là cải tiến cái cách mà họ có cái cổng ra vào để người ta có thể sử dụng Bitcoin thì chỉ còn thật ra mà nói là 19 ngày nữa tại vì đây là thông tin ra ngày hôm qua thì 19 ngày nữa thôi thì Bitcoin đã chính thức trở thành tiền hợp pháp của quốc gia đầu tiên trên thế giới đó chính là El Salvador. Nước El Salvador này đó là một cái quốc gia mà không có tiền pháp định nghĩa là bây giờ nước El Salvador sử dụng đồng đô la là tiền chính thức. Bây giờ họ sẽ có hai sự lựa chọn đó chính là Bitcoin và đồng đô la. Thì có một số bạn đây là comment đó, hỏi thường là có phải là luật này đang bị người ta xem xét lại hay không thì không phải đây đã là luật được thông qua bởi quốc hội và có nhiều bạn nói là có phải người dân của El Salvador biểu tình tại vì họ không thích chấp nhận bực hay là không thì các bạn cũng nên nhớ là cái đây không có lâu đây là một cái bài thường chia sẻ ngày 25 tây tháng 7. thì các bạn thấy được là đây là những cái hình ảnh mà truyền thông muốn cho bạn thấy về El Salvador là người dân rất là kịch liệt phản ảnh và không muốn xây dựng bitcoin nhưng mà sự thật các bạn thấy đó chính là bên tay phải là không có bao nhiêu người hết cơ thể nói được là 10 người biểu tình đã có một trăm bài báo rồi thì trên trang bạn đó các bạn thấy được là luật này đó nhiều người khi mà không hiểu nhiều họ sẽ nói luật này đã không có được tốt hay là không có công bằng tại vì người dân bắt buộc phải dùng Bitcoin những cái nơi chấp nhận cũng phải chấp nhận Bitcoin không phải như vậy luật này đó đối với người dân rất là có lợi tại vì người dân của Salvador có thể có hai sự lựa chọn một là sử dụng đồng đô la tiếp tục hai là sử dụng Bitcoin không bắt buộc là cần phải sử dụng Bitcoin chỉ là có thêm một sự lựa chọn mà thôi những cái doanh nghiệp đó, theo thường biết là doanh nghiệp lớn thì phải có cách để mà cho người dân chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin Và đương nhiên khi mà thanh toán Bitcoin đó là phần lớn là công nghệ thông qua công ty Stripe có nghĩa là công nghệ Lightning Network cái phí sẽ thấp hơn rất là nhiều chứ không phải là các bạn gửi Bitcoin thông qua on chain như là bây giờ sẽ thông qua giải pháp tầng hai nghĩa là giải pháp Lightning Network của công ty Stripe thì Bitcoin ở đây đó là những công ty họ cần phải cung cấp cái cổng thanh toán Nhưng mà những công ty này đó không có bị ép buộc phải lưu trữ Bitcoin Có nghĩa là một cái cổng thanh toán nó có thể kết nối trực tiếp Với những cái dịch vụ như là các bạn đã biết là Hoa Kỳ có dịch vụ BitPay đó Khi mà một nơi nào đó nó chấp nhận Bitcoin đó thì họ có thể là lựa chọn chấp nhận Bitcoin mà không có đổi ra thành tiền pháp định Có nghĩa là giống như chúng ta hiểu là cái đây không lâu khi mà Công ty Tesla khi mà họ chấp nhận Bitcoin đó thì họ lấy Bitcoin xong họ lưu trữ chứ không có đổi ra thành đồng đô la thì ở nước El Salvador cũng có thể làm như vậy hay là họ có thể sử dụng những dịch vụ khi mà cái cổng nó thanh toán Bitcoin đây thì sẽ nhanh chóng đổi thành đồng đô la và những cái doanh nghiệp họ cũng không có thấy sự khác biệt họ chỉ thấy là thanh toán xong thì sẽ có đồng đô la đi vào chương mục của họ chứ không phải là bắt buộc phải cho mình đồng đô la cho nên trên căn bản đó cái việc mà chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và chấp nhận Bitcoin là tiền hợp pháp ở Salvador chỉ có cái lợi nhưng mà không có cái hại cho nên những người mà không hiểu rõ đó thì sẽ nói là không công bằng nhưng mà thực tế đó là mà một điều rất tốt cho El Salvador đối với bản thân của Thuận đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn bây giờ chỉ còn 19 ngày nữa thôi là điều đó sẽ xảy ra Bitcoin sẽ chính thức trở thành tiền pháp định của quốc gia đầu tiên đó chính là El Salvador thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục để mà chia sẻ với các bạn những thông tin lớn ngày hôm nay liên quan tới ngân hàng. Tại vì không chỉ riêng là ngân hàng Nhật Bản, MGFG và sàn Coinbase mà hôm nay cũng có thông tin lớn. Đến từ ngân hàng thứ ba của Hoa Kỳ đó chính là ngân hàng Wells Fargo. Thì để các bạn hiểu rõ hơn đó thì Hoa Kỳ có rất nhiều ngân hàng. Thì đây là cái bảng thống kê được chia sẻ bởi Bankrate.com. Thì Bankrate chia sẻ đó là đây là tài liệu tháng 6 năm nay năm 2021 như là cái 2 tháng thì tài liệu này đó cho các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ có rất nhiều ngân hàng lớn thì ngân hàng đó mà lớn nhất tại Hoa Kỳ chính là ngân hàng JP Morgan thì câu hỏi là ngân hàng JP Morgan có tham gia vào Bitcoin hay là không thì các bạn thấy được là ngân hàng JP Morgan cũng đã đăng ký quỹ Bitcoin với lại SEC và các bạn nhìn trên màn hình đó đây là thông tin mà cái tay không lâu thông tin này đó là thông tin bắt nguồn từ ngày 26 tây tháng 4 và các bạn thấy được là cho đến cái thời điểm bây giờ đó thì chúng ta cũng đã thấy thông tin là JP Morgan cũng đã đăng ký quỹ Bitcoin với lại SEC rồi chuẩn bị để mà cho nhiều khách hàng hơn có thể tiếp cận được với lại Bitcoin và kế tiếp nữa là ngày thứ nhì ngày thứ nhì đó là ngân hàng Bank of America thì câu hỏi là ngân hàng Bank of America có thích crypto có thích Bitcoin hay là không. Thì các bạn thấy được là cả hai ngân hàng, JP Morgan và Bank America trước đây không có thích Bitcoin hay là không có thích uh, Crypto. Nhưng mà cho đến bây giờ thì các bạn thấy được là Bank of America đã chuẩn bị để mà có Future Trading. Đây là tài liệu mà đã được chia sẻ đó, tài liệu này là được chia sẻ cách đi chỉ có 4 tuần mà thôi. Và thêm vào đó nữa là các bạn sẽ được là Bank of America cũng đã chia sẻ một cái cách nhìn liên quan đến việc mà nước El Salvador chấp nhận Bitcoin trở thành tiền tệ chính thức thì Bank of America đã chia sẻ cái bài này thường đã chia sẻ trước đây với các bạn là Bank of America nghĩ là việc mà chấp nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức của El Salvador là một điều rất là tốt có bốn điều lợi thứ nhất đó chính là liên quan đến là cái ngành của El Salvador đó thì phần lớn là tiền đó người ta làm việc ở nước ngoài sau đó gửi cho người thân ở nước El Salvador cho nên cái việc mà chuyển tiền đó là một ngành rất là lớn cho nên sử dụng Bitcoin thông qua những cái ứng dụng Line Network đó là một những cách mà có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và rất là nhiều uh, phí để có thể gửi từ nước ngoài trở vào El Salvador và sẽ dẫn đến là thúc đẩy sự phát triển của GDP ở El Salvador tại vì ra 24% của GDP như là tổng sản lượng mức nội của El Salvador là đến từ việc chuyển tiền từ nước ngoài trở về cho nên đây là một điều rất là có lợi thứ nhì nữa là cái thúc đẩy cái việc phát triển công nghệ ở El Salvador à, và ở El Salvador đó thì không có người thì có nhiều người đã không thể tiếp cận được với là ngân hàng hầu như là 70% của số lượng người là không thể có được ngân hàng hỗ trợ cho nên việc mà sử Bitcoin là một lựa chọn rất tốt và đó cũng là lý do thứ ba Bank of America nói là người dân của nước El Salvador khi mà sử dụng Bitcoin đó thì chỉ là cho họ thêm một sự lựa chọn rất là tốt họ có thể sử dụng Bitcoin hay là sử dụng đồng đô la và thứ tư Bank of America nói đó đây có thể là một trong những việc mà thúc đẩy cái sự chăm vốn từ nước ngoài có thể nhiều công ty liên quan tới thêm crypto này vào nước El Salvador hay là những công ty liên quan tới đào Bitcoin sẽ tới El Salvador để mà cung cấp thêm công văn việc làm vân vân cho nên đây cũng là một trong những điều tốt thì các bạn được là Bank of America trước đây không thích nhưng mà bây giờ hầu như là rất ủng hộ um, Bitcoin và crypto ngay cả ngân hàng JP Morgan cũng như vậy các bạn có đã biết là Jimmy mình là một trong những người mà trước đây liên tục tấn công Bitcoin nói Bitcoin là một sự lừa đảo bây giờ thì ngân hàng JP Morgan cũng đã bắt đầu có những cái sản phẩm liên quan đến crypto và hôm nay chúng ta đang nghe nói tới ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ là Wall Fargo cũng sẽ chấp nhận và chuẩn bị ra mắt cái quỹ đầu tư Bitcoin thụ động những khách hàng giàu có thì đây là thông tin được chia sẻ bởi Coindesk và để hiểu rõ hơn nữa các bạn thì chúng ta có thể tìm thấy một cái tài liệu đây là cái tài liệu đơn gửi tới cho SEC ban quản lý chứng Hoa Kỳ và từ đâu gửi tới các bạn sẽ thấy được là đây là tài liệu được gửi tới bởi ngân hàng Wells Fargo như các bạn nhìn thấy và tài liệu này nói là ngân hàng Wells Fargo muốn được bán một sản phẩm, đó chính là sản phẩm gì? Đó chính là cái sản phẩm NYDIG Bitcoin Fund, nghĩa là cái quỹ Bitcoin của công ty NYDIG, đó chính là công ty mà giúp đỡ những công ty lớn đó có thể tiếp cận được với những quỹ Bitcoin, thì công ty này sẽ cung cấp một cái quỹ gọi là Bitcoin Fund và cái quỹ này đó là cái quỹ mà theo sát giá cả của Bitcoin, cho nên gọi là đầu tư thụ động chứ không phải là chủ động, chủ động nghĩa là các bạn có một cái manager, một người quản lý quỹ đầu tư đó và các bạn muốn làm sao để có lợi nhuận cao hơn là lợi nhuận của ngành đó còn thụ động nghĩa là chỉ đi theo giá cả mà thôi thì các bạn thấy được là cả ba ngân hàng ngân hàng lớn thứ nhất của Hoa Kỳ TP Morgan cũng đã đăng ký và ủng hộ Bitcoin hoặc crypto ngân hàng lớn thứ hai Bank of America cũng đã hướng về Bitcoin ngân hàng thứ ba lớn nhất tại Hoa Kỳ là Wells Fargo cũng như vậy thì tất cả ba ngân hàng Lớn nhất của Hoa Kỳ đều tham gia Bitcoin Thì các bạn uh, có thấy được là Bây giờ vẫn tiếp tục có người nghĩ là Bitcoin không có giá trị Và một trong những người đó chính là Peter Schiff Peter Schiff là một trong những người mà rất là thích vàng Và các bạn thấy được là đáng tiếc là vàng không có tăng trưởng như là Peter Schiff đã dự tính Khi mà chúng ta thấy được là những cái sự kiện như là in tiền liên tục lạm phát xảy ra uh, Những cái sự kiện như là dịch bệnh Nhưng mà vàng đã không tăng như là nhiều người mong đợi Mà cái sự tăng trưởng nó chính là đến từ thị trường crypto này cho nên ngay cái Peter Schiff ngày hôm nay cho một cuộc phỏng vấn đó, cũng đã có cái sự công nhận là Bitcoin đó à, có thể lên tới 100.000 ngàn đô thậm chí một triệu nhưng mà ông ta vẫn nghĩ là Bitcoin không có giá trị cho nên thì là rất là vô lý nhiều người thì cứ tiếp tục và tiếp tục chỉ trích Bitcoin đó là không có giá trị trong khi mà giá trị đã nằm trước mắt rồi các bạn thấy được là nếu như không có giá trị thì 12 năm qua Bitcoin không có tăng trưởng như vậy. Đúng là Bitcoin có những cái đợt tăng trưởng mạnh rồi đi xuống mạnh, có những cái đợt bong bóng hình thành rồi lại vỡ nhưng mà đó là một điều mà thường thấy trong một cái ngành mới. Các bạn trở về nhìn vào những cái ngành công nghệ như là internet thì những công ty của internet thật xưa cũng như vậy. Nhưng mà các bạn thấy được là 20 năm sau, 30 năm sau thì như thế nào chúng ta có những công ty đồ sộ như là chúng ta có Amazon, chúng ta có công ty Microsoft vân vân thì crypto bây giờ cũng vậy bây giờ thị trường còn nhỏ cho nên cái giá cả có thể tăng mạnh và đi xuống mạnh chỉ là bây giờ thị trường mọi người vẫn đang xem coi là nó đáng giá bao nhiêu nhưng mà các bạn thấy là không có một bóng nào mà có bong bóng rồi lại vỡ có bóng rồi lại vỡ hết các bạn thấy được là những gì mà người ta cho là bong bóng tài chính thì chỉ vỡ một lần mà thôi còn bitcoin đã vỡ không biết là bao nhiêu lần rồi từ một đô la lên tới 10 đô la lên tới 100 đô la lên tới một ngàn đô la lên tới bây giờ là 10.000 đô la và hiện bây giờ ngày hôm nay là 47.000 đô la thì đương nhiên phải có một giá trị gì đó và các bạn thấy được là ngân hàng lớn đều tham gia công ty lớn mua thì dự trữ và rất nhiều người đầu tư nổi tiếng cũng đã để ý đến Bitcoin và crypto thì đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới đây là thông tin liên quan đến ngân hàng lớn ngày hôm nay